học sinh. Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với chuyên mục Thanh niên trường học online số thứ 8, chương trình hướng nghiệp với chủ đề Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai năm học 2021-2022. Như thường lệ, mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với điểm tin, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng. Cuộc đời không hề dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ phức tạp. Tất cả do suy nghĩ của chính mình mà nên. Bởi dòng đời không cho bạn những người mình muốn, nhưng sẽ luôn có những người bạn cần để giúp đỡ chính bản thân mình. Và mỗi người chúng ta càng khó khăn, lại là cơ hội để rèn luyện, thử thách cho thành công sau này. Nếu bạn kiên trì, bạn sẽ giành được điều bạn muốn. Nhưng nếu bạn kiên định, bạn sẽ nắm giữ được nó. Đó là thông điệp mà chương 1 muốn gửi đến tấm gương trong số này. Sau đây xin mời các bạn đón xem tấm gương sáng trong chương 1 tuần này. Bạn Trịnh Thị Hương, học sinh lớp 10C3 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Lúc trước ba em là trụ cột trong gia đình, làm công việc phụ hộ, do làm quá sức nên qua một thời gian làm việc ba em mắc bệnh thoát vị đĩa đệm phải phẫu thuật. Tuy ca phẫu thuật thành công nhưng sức khỏe của ba không được như trước. Trong khoảng thời gian ba bệnh thì mẹ phải gánh vác gia đình. Mẹ cứ miệt mài làm việc để lo cho gia đình, không quan tâm sức khỏe. Sau này phát hiện mắc bệnh ung thư, do không điều trị sớm nên phải mổ và hiện tại sức khỏe giảm sút trầm trọng. Anh hai hiện tại đang học đại học năm nhất. Biết gia đình khó khăn nên những lúc nghỉ học anh hai đi làm thêm. Còn em thì chỉ biết cố gắng học tập và phụ giúp công việc nhà. Trong những năm cấp 2 em đều đạt học sinh giỏi, điểm trung bình các năm đều trên 8,5. Năm lớp 9 em đạt giải khuyến khích học sinh giỏi môn địa cấp huyện. Ở trường em luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô, bạn bè với lối sống hòa đồng, giúp đỡ bạn bè, nghe lời thầy cô. Chuyên mục hy vọng rằng những tấm gương sáng của chúng ta giới thiệu qua các số luôn mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh để vượt qua tất cả khó khăn, tiếp tục con đường học tập, để thực hiện những ước mơ của mình, để vượt qua nghèo khó, giúp đỡ gia đình và có cuộc sống hạnh phúc ở tương lai. Trong thời gian tới, rất mong quý thầy cô và các bạn tiếp tục gửi các tấm gương sáng về cho chương mục trong những số tiếp theo, để cùng chương mục lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, những tấm gương vượt khó trong học tập để tạo động lực học tập cho tất cả các bạn học sinh của chúng ta. Các bạn thân mến, thế giới này không có ai là hoàn hảo. Mỗi người chúng ta đều có ít nhất một thói quen xấu. Điều này có thể hiểu nhưng không thể dung túng. Muốn sinh tồn và sống tốt hơn thì nhất định phải xuất sắc hơn. Đó là điều mà tác giả đã nhận định trong chương 7 Thay đổi thói quen xấu để trở nên xuất sắc hơn của quyển sách Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực. Lười biếng chính là một thói quen xấu, ăn mòn tinh thần và phá hủy mọi nỗ lực vươn tới thành công của mọi người. Hãy thay đổi thói quen xấu này bằng cách khiến bản thân trở nên bận rộn hơn. Khi bạn đang ngồi mơ mộng thì nhiều người trên thế giới đang cố gắng để trở nên tốt hơn từng ngày. Hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ là tốt hơn nữa. Đó là cách mà bạn đang theo đuổi sự hoàn hảo giúp bạn trở nên xuất chúng. Thay đổi thói quen xấu để trở nên xuất sắc hơn. Trên thế giới này không có ai là người hoàn hảo. Mỗi người chúng ta ít nhất đều có thói quen xấu. Điều này có thể hiểu được nhưng không thể dung túng. Trong xã hội thay đổi từng giờ từng phút này, muốn sinh tồn và sống tốt hơn thì nhất định phải xuất sắc hơn, phải hoàn thiện bản thân hơn. Mặc dù có thói quen xấu là điều khó tránh, nhưng thật may nó không thể không thay đổi. Quan trọng là bạn nhận thức được những thói quen xấu tồn tại ở mình và nắm được phương pháp phù hợp để sửa đổi. Thực tế, mọi người đều biết rõ bản thân mình có những thói quen nào tốt, những thói quen nào xấu khó chấp nhận. Đối với những thói quen xấu thì bạn đừng bao giờ nói tính tôi như vậy đấy, không thay đổi được. Con người trong quá trình trưởng thành sẽ hình thành mô hình hành vi của bản thân. Sống với mô hình hành vi này, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Từ đó, chúng ta cho rằng mình là loại người như vậy. Tuy nhiên thực tế không phải vậy, mô hình hành vi này có thể thay đổi. Đừng tưởng rằng đó là bản thân thực sự. Đừng dễ dàng đánh giá bản thân, càng không nên dung túng cho bản thân sống trong trạng thái thoải mái đó mà không chịu thay đổi. Các bạn ơi, với mong muốn trang bị cho các bạn học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát hiện, khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp của bản thân phù hợp với sở trường, năng lực, thể chất, điều kiện kinh tế gia đình,
giới thiệu các hướng đi sau trung học phổ thông, đồng thời cung cấp thông tin về dự báo nguồn nhân lực, những yêu cầu về tuyển dụng, số lượng, chất lượng và ngành nghề, giới thiệu các ngành nghề đào tạo ở các trường từ trung cấp đến đại học, các chương trình giáo dục quốc tế, phương thức, quy định về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và những điều thí sinh cần chuẩn bị. Ngoài ra, cung cấp hướng dẫn kỹ năng chọn nghề, chọn các phương pháp ôn tập, ôn thi, tư vấn tâm lý và sức khỏe mùa thi, thủ tục nhập học, các quy định về học phí, cơ hội nhận học bổng dành cho các bạn trung học phổ thông, đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12. Hôm nay, chuyên mục sẽ giới thiệu sơ lược đến các bạn chương trình hướng nghiệp với chủ đề Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai năm học 2021-2022 sắp được triển khai cho các bạn học sinh toàn tỉnh. Việc lựa chọn nghề học, ngành học sao cho phù hợp năng lực bản thân là nỗi băn khoăn to lớn không chỉ của các bạn học sinh mà còn là nỗi lo chung của các bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo và của toàn xã hội. Khi chọn sai nghề, rất nhiều bạn học sinh rơi vào tâm trạng hụt hẫng, chán nản và bỏ học nửa chừng khi đang ngồi trên giảng đường cao đẳng, đại học. Và chính việc đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các em, gây lãng phí xã hội to lớn. Hơn 10 năm qua, Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh luôn tổ chức các chương trình hướng nghiệp tại các tỉnh thành cho các trường trung học phổ thông để chia sẻ các thông tin hướng nghiệp cho các em học sinh cuối cấp lựa chọn nghề nghiệp qua chương trình thân quen với chủ đề Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai. Với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia hàng đầu Việt Nam, Thạc sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Huỳnh Anh Bình, diễn giả, chuyên gia tâm lý, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, diễn giả số 1 Việt Nam về hướng nghiệp, và ngoài ra còn có các thầy cô là chuyên gia đến từ các trường đại học danh tiếng như chuyên gia hướng nghiệp, Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, chuyên gia hướng nghiệp Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó Hiệu trưởng Thường trực, Nova College, chuyên gia hướng nghiệp, Thạc sĩ Nguyễn Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính Marketing, chuyên gia hướng nghiệp Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm truyền thông hướng nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia hướng nghiệp Thạc sĩ Tôn Thất Tín, Giám đốc Trung tâm truyền thông tuyển sinh, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, chuyên gia hướng nghiệp Thạc sĩ Đặng Thị Kim Hoa, Phó phòng tuyển sinh truyền thông, Trường Đại học EX Xanh Đà Lạt, chuyên gia hướng nghiệp Thạc sĩ Võ Xuân Thịnh, Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, chuyên gia hướng nghiệp Thạc sĩ Vương Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp tuyển sinh, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2, chuyên gia hướng nghiệp Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Văn Hiến, chuyên gia hướng nghiệp Thạc sĩ Huỳnh Anh Hậu, phòng truyền thông hướng nghiệp, Trường Đại học Việt Đức, chuyên gia hướng nghiệp Thạc sĩ Đào Viết Quốc, trưởng ban tư vấn tuyển sinh, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia hướng nghiệp Thạc sĩ Lý Quốc Huy, trưởng phòng tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông và nhiều chuyên gia khác đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện của Việt Nam. Tham gia chương trình, các em sẽ được giải đáp các thắc mắc của bản thân. 1. Những nguyên nhân chọn ngành nghề sai. 2. Hậu quả việc chọn sai ngành nghề. 3. Chọn đúng ngành nghề cần các yếu tố nào. 4. Thông tin nguồn nhân lực trong tương lai. 5. Trả lời câu hỏi, tôi là ai và hợp với ngành nghề gì. 6. Cách thức tìm hiểu, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong nghề nghiệp. 7. Tìm hiểu các quy chế tuyển sinh mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022. 8. Những ngã rẽ nào khi không vào đại học. 9. Lời khuyên chọn một bậc học, trường học phù hợp. 10. Học như thế nào để không thất nghiệp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hãy theo dõi fanpage thường xuyên để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình các bạn nhé. Và trước khi khép lại chuyên mục ngày hôm nay, xin mời các bạn đón xem trend thanh niên trên mạng xã hội kỳ này. Chúc các bạn xem trend vui vẻ và nhớ chia sẻ ủng hộ cho chuyên mục các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau. Câu chuyện đi học của tôi, tiết 1. Không dám đâu, em còn phải học à. Tiết 2. Tôi luôn có một chiếc vòng đai để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Naka Naka. Tiết 3. Chẳng cần một ai nữa. Bất kỳ
kẻ ai cũng dư thừa một người cùng trong giữa một nghe. Tiết 4. Tiết 5.